cầm thì bị bệnh nhưng cũng ở trong nhà, không có đăng này được. Dạ, đây là chiếc xe của nữ đại gia Kim Cương anh chị. Chị chở một xe rất là nhiều đồ. Đây dây cách nhiệt nè. Hình như cái này là đồ cách nhiệt rồi mấy anh chị. À, bàn ghế đường. Đây bàn cho mấy đứa bé nó học nè cả nhà. Đó. Mang mang khẩu trang vô Trọng ơi. Chị Thủy ơi. Chị Thủy ơi, mang khẩu trang vô đi. Chị Trang ở đâu? Trang ở nhà trong này. Chị Trang ngoài này cho nó rộng này chứ đơn nhà chị. Trang ngoài này xong cho bà con nhận cho nó rộng đơn nhà nó. Đây chị Thủy vô cả nhà. Đó. Mình hay nói vui là đây là hai cha chị Thủy đúng không chị? Chị ơi, chị có thể chia sẻ cho em biết một tí về chị được không? Dạ, 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 ok chị, cảm ơn chị. Đây biết cái gì? Đây là không cái nhà, đây là cái này chia cho nhà tạm tạm xuống để nóng cái nhà. Đây là mấy món lực. Mì, gạo, nước tương, muối, miếng cách nhiệt, khẩu trang, rất là nhiều thứ anh chị. Bàn ghế mới dụng cụ. Bàn ghế. Thôi nhìn cho nhanh là trọng rồi. Chỗ anh tặng lại em thích cái đây này cả nhà. Đây là ngoài miếng cách nhiệt nè. Đó để tôi cho nó. Đây là cái kỹ nấu cái là không cái gì. Cho vào trên nó. Cái này giống nấu đúng không anh? Cách nhiệt đúng không? Cách nhiệt. Cái loại này xịn luôn nè. Cái đây là để dán vô kiến cái cửa. Bàn á. Hiện tại anh Trọng đang phụ với chị đây. Chùm chị Mạnh Thường Quân này được tự gia viên thì chị đem những phần quà này cho những căn hộ quên những căn nhà ở xóm trọ nghèo của anh Trọng. Còn đây là những chị ba viên tay cho nhà Trọng xuống một phần. Còn hỏi ăn đâu con trai cho con rất là nhiều đồ luôn á chị ơi. Thì chị những đại gia Kim Cương bao nhiêu phần chị? 15 phần tại vì chồng báo rồi. Người chị Thủy đã tìm hiểu trước ra rồi là số lượng cái hộ ra là 15 nhà đúng không chị ha? Thì chị đang 15 phần cho mỗi cái nhà ở đây. Là những phần gạo, mì tôm. Giờ chị hôm nay chị trao cho hết hộ bà con nghèo hả ta? Không, chị khu nhà anh Trọng. Khu nhà này hả? À, dạ thì kính thưa cô chú anh chị thì hôm nay chị nữ đại gia Kim Cương chở rất là nhiều đồ trao cho nguyên khu nhà của anh Trọng bà con nghèo mình á. Đó là gạo hả anh Trọng? Nè có khẩu trang nữa nha mọi người. Ủa cái mà cách nhiệt đó là chị cho anh Trọng hay là chị cho dạ. Chị tặng cho anh Trọng cho dạ. Cho anh Trọng luôn. Nào không anh? À bảo phụ ảnh đi em. Để bình nước 20 lít. À cái bàn cho anh Trọng luôn nghe ơi. Con cái bàn nữa nha. Con xử quá đi lên. Ủa phải đi vòng vòng nha Linh. Có bàn nữa nè. Bàn nó của anh Trọng đó. Bàn của anh Trọng. Và các anh chị em coi như là gần xa trong nước cũng như ngoài nước. Hôm nay coi như là con đến con trước đây á là con đã đến cách khoảng một tuần, con đã trao tặng cho em Trọng đây một món đồ dùng, có một số đồ dùng trong gia đình đều có ý nghĩa cho em gia đình em Trọng giống như là một gia đình mới ra riêng, tại vì cũng tình cờ con coi được một cái clip mà anh Lê Thanh Thiệt đăng lên. Một gói bột ngọt, một bịch bánh gì vậy chị? Thì ra là sao? Rồi hộp bột sang luôn đi. Vậy đó hả? Rồi đủ rồi, có dầu, có này, có kia hết rồi. Dầu có hết rồi đó. Đó là một phần quà gạo với ấy, thì ai bà con nào ra dành dùm đi. Nè em đưa cho chúng ta tí đây. Đi mà nhà thì hối về có công việc đợt xuất.
Dạ thì chị nữ đại gia Kim Cương theo trên cộng đồng mạng gọi thì hôm nay chị chở rất là nhiều đồ đến cho bà con khu khu xóm xóm nghèo mình đó chị. Bà em đi vô đây, hai chai nước tương hả anh chị? Rồi đó thì con chính nè. Một cao gạo, một đáy bỏ đi thì mình ăn. Có gạo trong đó đó. Rồi. Từ từ có phần hết rồi chú. Từ từ đi có phần hết à. Ủa có mì chưa chú hả? Chưa. Chưa đồng mì chánh. Thì chị nữ đại gia thì đang lưu buôn phát quà anh chị, thì nãy giờ chị cũng có chia sẻ những phần quà, thì một cái này là một phần quà có màu hổ anh. Đây, chị Minh. Nè, phần quà đó. À, gồm một phần mì, một bao gạo với một túi này hả? Rồi. Nước tương rất nhiệt chào. Hai chai nước mắm nè. Một bao gạo. Chị ơi, bà con đang ồ ạt nhận quà để mà tranh thủ nhận về nè mấy chị. Thì chị nữ đại gia nãy giờ thì phát quà cho bà con thì cũng sắp xong rồi. Thì phần quà rất là đầy đủ luôn. Thì không biết phần quà là hồi nãy là chị chia sẻ là một túi quà có bao nhiêu
phần quà trong đó. Thì em thấy là có nước tương, gạo, mì, bột ngọt, chao, đồ ăn, nước mắm, hạt nêm, một túi khẩu trang. Muối nữa, đường rất là nhiều. Một phần như vậy thì bao gồm có 13 món nha quý vị. Có bánh luôn hả chị? Một phần thì có 10 một phần là có 13 món bánh, từ thực phẩm đến thức ăn có đầy đủ hết, và cũng như là khẩu trang, mì gói. Mỗi người một cây nha. Bỏ cái túi kia xuống đi. Ừ. Đủ phần.